Hello anh em, tôi Zcom đây. Thì hôm nay sẽ là một clip rất là đặc biệt. Thì hôm nay tiện thể là vợ bắt ra trông quán nét anh em ạ. Đây là tôi sẽ làm luôn cái video trên nét đêm. Trên nét đêm thì anh em sẽ xem tôi sẽ chơi gì tại game home của Cubic nhá các bạn nhá. Thì hiện tại trời đang rất là tối rồi, bây giờ anh em lên thôi. Ok anh em, bây giờ hiện tại thì tôi đang bước vào quán rồi. Thì đây là quán Game Home Cubic. Quán này thì chắc anh em không xa lạ, mình đã giới thiệu với anh em rồi. Ok, bây giờ anh em sẽ đi vào sâu trong. Tôi không nghĩ là 10 giờ đêm rồi mà nó còn đông như thế này. Ok. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem qua về gọi là bảng giá combo. Thì ở đây là có rất là nhiều khu. Bro zone này, couple zone, super zone, FPS zone, training zone, Aurus. Đây cái hai cái phòng này, hai cái phòng gym. Thì tôi sẽ chọn hai cái phòng xịn nhất của cái quán này để review cho anh em trong cái clip này nhá. Ok, đi thôi. Ok anh em, bây giờ thì mình đang đứng trước hai phòng gym của Gigabyte, phòng Aero và phòng Aurus. Đây là hai phòng xịn nhất của quán Game Home. Thì anh em muốn test phòng nào trước nhỉ? Thôi cứ mình cứ test phòng yếu hơn một chút đi, tại vì hai phòng này hai cấu hình nó khác nhau nhá. Phòng Aero này sẽ cấu hình mạnh hơn thì mình test phòng này trước nhá, phòng đen trước nhá anh em. Ok, chúng ta đang ở trong phòng Aurus rồi các bạn. Anh em nhìn quả bộ cây trông uy tín không? Đây rồi, tôi bật lên nhá. Thực ra thì quán này là quán của mình ấy, nên là mình sẽ cơ cấu dùng tài khoản admin nhá. Mình bỏ qua cái thao tác nó gọi là lập tài khoản nhá các bạn nhá. Ok anh em, thì tôi vừa mới mở máy xong. Quên mất ở đây, ở ngay dưới tay bạn này sẽ có một cái đèn nhá. Anh em nào mà thích đèn anh em sẽ bật lên để cho cái phòng nó sáng. Thì việc đầu tiên cắm nét đêm mà ngày xưa anh em mình sinh viên chưa có tiền ăn đêm anh em không? Nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ thời đại nó khác rồi. Bây giờ mình ra quán mình phải order ngay đồ ăn. Thì tôi sẽ bật cho anh em cái order của quán nhá. Phần menu của quán thì ở đây có đồ uống chai lon này. Và đặc biệt ở đây là có đồ uống pha chế của các bạn bartender. Và đồ ăn như kiểu cơm, bánh mì, rồi phở phiếc cũng có luôn. Thì bây giờ tôi sẽ lựa chọn một cái món nào gọi là best seller đi đúng không? Mình order một phở xào bò. Đặt đơn hàng. Ok. Đó. Nghe tinh một cái là được nha anh em nhá. Khi mà anh em đặt đồ ăn xong thì các bạn nhân viên sẽ qua thu tiền trước và đồ ăn sẽ ra sau. Nước uống thì hôm nay mình chọn cái nước gì nó xịn xịn một tí đi. À đây, mojito ổi hồng đi. Đấy. Ok. Vậy là tôi đã hoàn thành xong cái thao tác gọi là đặt đồ ăn rồi anh em. Đó, bây giờ ra nét là phải đặt đồ ăn để mình cắm đêm mà đúng không? Có thực mới vực được đạo. Anh em muốn gọi là chơi được hết buổi đêm thì anh em phải order đồ ăn chứ. Đó, bây giờ mình đợi các bạn qua thu tiền là đồ ăn sẽ lên nhá anh em nhá. Ok. Ok anh em, cái phòng đầu tiên mà tôi đang ngồi review cho anh em này đó chính là phòng Aurus PC. Phòng này thì toàn bộ tất cả các linh kiện này đều đến từ hãng Gigabyte Aurus. Phòng này dùng bộ máy Aurus PC với toàn bộ các linh kiện đến từ Gigabyte Aurus. Nổi bật là bo mạch chủ Aurus Z690 Elite DDR4. Đây là bo mạch chủ hỗ trợ tốt các linh kiện cao cấp, hỗ trợ Fsung CPU thế hệ thứ 12, hỗ trợ RAM DDR4, trang bị các cổng cắm hiện đại, tản nhiệt tốt và có trang bị hiệu ứng đèn RGB đẹp mắt. Đi cùng với bo mạch chủ Aurus Z690 Elite DDR4 chính là bộ vi xử lý Intel Core i5 12600K. Bộ vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet, sở hữu 10x18 luồng hiệu năng cao, tần số lên tới 4.90GHz. Thích hợp dùng các cấu hình PC gaming, PC đồ họa. Máy còn trang bị thêm bộ nhớ trong Aurus RGB 32GB với 3600MHz, card Gigabyte RTX 3060Ti Gaming OC, nguồn máy tính Gigabyte P650B và tản nhiệt nước Aurus WaterFox X, phù hợp với các anh em streamer đòi hỏi cấu hình mạnh.
Ok anh em, bây giờ đây chính là phòng thứ hai. Phòng này có tên là Aero PC và toàn bộ linh kiện đều đến từ Gigabyte Aorus. Và tôi quên mất, vừa nãy tôi chưa nói bên phòng bên kia với anh em thì hai phòng này đều có hai cái điều hòa nó khác nhau và đều được cách âm hoàn toàn qua cái lớp tấm kính này và có đầy đủ khóa để cho anh em có thể riêng tư hơn trong cái việc livestream. Đây, bộ máy Aero PC được trang bị toàn bộ các linh kiện đến từ Gigabyte Aorus. Nổi bật là bo mạch chủ Gigabyte Z690 Aero G. Đây là dòng mạch chủ dành cho tất cả các nhà sáng tạo nội dung, hỗ trợ của PCIe 5.0 mới nhất, đáp ứng được sức mạnh của các CPU Intel thế hệ 12 mới nhất, mang lại chất lượng truyền tín hiệu được tối ưu hóa. Z690 Aero G được trang bị 4 khe cắm PCIe 4.0 M.2 với lớp giáp bao bọc, cung cấp cho nhà tạo nội dung khả năng lưu trữ cao, cùng khả năng làm mát tối ưu, không phải lo lắng về nhiệt độ khi hoạt động ở tốc độ cao. Z690 Aero G DDR4 cũng sử dụng công nghệ Vision Link nổi tiếng, cho phép truyền dữ liệu và video dựa trên giao thức USB Type-C đi cùng với bo mạch chủ Gigabyte Z690 Aero G, chính là bộ vi xử lý Intel Core i9 12900K. Bộ vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet, sở hữu 16 x 24 luồng, xung nhịp mặc định ở mức 3.2 GHz, có thể tăng lên đến 5.2 GHz và công nghệ phân luồng Hyper Threading. i9 12900K đem lại hiệu quả xử lý vượt trội cho dù các công việc sáng tạo nội dung từ nhẹ đến nặng như render video, AI hay chơi các tựa game nặng. Khi bui lên bộ máy này, mình biết nó sẽ được dùng mục đích vận hành những tác vụ nặng nên mình đã trang bị cho em nó thêm tản nhiệt nước Aorus Liquid Cooler 240. Đèn trên đây có thể tự điều chỉnh được theo ý thích. Thiết kế tản nhiệt của quạt đã được cải tiến rất nhiều cho hiệu năng tản nhiệt hiệu quả nhất nhưng vẫn giữ được độ yên tĩnh khi hoạt động. Mình set mỗi phòng stream 2 màn Gigabyte 27 inch để live stream cho thoải mái. Dân trong nghề nên mình hiểu lắm. Ok anh em, sau thời gian gọi là chờ đợi thì đồ ăn của mình đã có rồi. Thì đây là chính là món phở xào của mình và nước mojito ổi hồng. Đó, bây giờ mình sẽ vừa chơi vừa ăn luôn nhé các bạn nhé. Là thử miếng nào. Much 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 later. Rồi anh em ơi, bây giờ ăn uống no say rồi, no quá. Bây khả năng là anh em mình đi dạo quanh một phòng quán net xem như thế nào nhá. Ok, bây giờ anh em đi theo mình. Wow, lâu lắm rồi không chơi muộn như này, hơi buồn ngủ một tí. Mình đi lang thang thì cho đỡ mệt. Đó, anh em thấy hiện trạng của 10 giờ đêm nó dã man chưa? Đó. Hiện tại quán đang rất là đông, gần như là full hết luôn á. Ok, đấy là toàn diện quán bên Game Home, bên Net. Anh em mà muốn sang xem tí gọi là VR nhé, cho anh em xem tí. Qua đây. Ok, bên này là bên Net nha các bạn. À, bên này là bên VR nha các bạn, nhầm. Ok, đó. Hiện tại có đang còn rất là nhiều cơ thủ đang chơi. Ok. Đó, mọi người thấy quán không? Từ hôm khai trương thì bây giờ nó vẫn đông anh em ạ, tại vì vẫn đang trong cái tuần lễ gọi là khai trương ấy, tuần lễ khuyến mại. Ok, đó bây giờ là hết rồi. Thôi, có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc cái clip trên nét đêm ở đây đấy các bạn ơi. Thì thôi, nhân tiện clip này thì Duy xin thay mặt Game Home cũng như Cubic xin cảm ơn nhà tài trợ Gigabyte đã tài trợ cho bên quán của mình hai phòng stream siêu xịn và siêu đẹp, cực kỳ là ưng ý. Đó, và thôi, mình cũng kết thúc clip ở đây thôi. Thôi, chào tạm biệt tất cả anh em. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo. Ok, bây giờ bye bye anh em.